Thực hư việc Dương Cẩm Linh bị cắt vai diễn vì ồn ào nợ 6 tỷ. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết, Dương Cẩm Linh mới qua vòng casting, chưa được nhận vai trong phim Thời Mở Cửa, đồng thời thừa nhận đã cắt vai diễn của nữ diễn viên sau ồn ào. Sau khi clip Dương Cẩm Linh bị chặn đường đòi khoản nợ khoảng 6 tỷ đồng, nữ diễn viên đã lên tiếng thừa nhận điều này. Cô cho biết hiện đang cố gắng vừa nuôi con, vừa làm việc, kiếm tiền trả lãi hàng tháng. Tuy nhiên, bà mẹ hai con cũng cho hay việc các clip đòi nợ bị phát tán khiến cô bị hủy hai hợp đồng. Người đẹp khóc nức nở, nói, đúng ra, tôi sẽ được đoàn phim trả tiền vào chiều mùng 9 tháng 1, tuy nhiên, thay vì nhận tiền, tôi đã nhận thông báo hủy hợp đồng vì những lùm xùm trên mạng. Liên hệ đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết, Dương Cẩm Linh có tham gia casting vai nữ ca sĩ trong phim Thời Mở Cửa của ông. Thế nhưng, nữ diễn viên mới qua vòng casting, chưa được nhận vai diễn hay ký hợp đồng chính thức. Chưa có quyết định chắc chắn nào về việc sẽ nhận Dương Cẩm Linh vào phim. Phim đang rời qua Tết Nguyên đán mới bắt đầu bấm máy. Quyết định cuối cùng thuộc về nhà sản xuất. Đến tận thời điểm này, họ vẫn chưa có ý kiến gì về trường hợp của Dương Cẩm Linh. Chúng tôi đang theo dõi, xem xét mức độ sự việc rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, đạo diễn Phương Điền chia sẻ. Đạo diễn nói Thời Mở Cửa là dự án lớn, được phát sóng trên đài truyền hình với lượng khán giả ở nhiều lứa tuổi nên ekip phải cẩn trọng, kỹ lưỡng khi lựa chọn dàn diễn viên. Đoàn phim tuyệt đối nói không với diễn viên vướng lùm xùm đời tư. Tương tự, chiều ngày 10 tháng 1, Hoàng Duy, đạo diễn phim Giai Nhân, chia sẻ với truyền thông về việc cắt vai diễn của Dương Cẩm Linh. Theo đạo diễn Hoàng Duy, 9/1 là ngày quay đầu tiên của Dương Cẩm Linh. Tuy nhiên, sau khi cập nhật những thông tin trên mạng xã hội, nhà sản xuất đã trao đổi với Dương Cẩm Linh về việc thay đổi diễn viên chính. Chúng tôi không thể biết sự việc giữa Linh và người cho vay tiền thế nào, cụ thể bao nhiêu tiền hay bao giờ việc này mới kết thúc. Do đó, nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim. Một bộ phim còn liên quan tới đài truyền hình, nhà đầu tư, các nhãn hàng, cá nhân tôi cũng không thể nào thay đổi quyết định đó, đạo diễn Hoàng Duy chia sẻ. Đạo diễn nói thêm, hiện anh phải đổi toàn bộ bối cảnh và nhờ các diễn viên khác quay lấp vào lịch đã định của Dương Cẩm Linh trong thời gian chờ ekip tìm diễn viên, thế vai nữ chính.